Lâm Thu Hồng khóc sương mắt vì thất lạc 200 ký hành lý, tuổi thân vì 4 ngày mặc một bộ đồ. Chị không nhận tập cũng cảm ơn bên kia luôn. Nói chung là giờ chị không có gì cho mượn lắm. Người đẹp Lâm Thu Hồng mang theo gần 200 ký hành lý với sự chuẩn bị kỹ lưỡng cho The Miss Globe 2022 Hoa hậu Hoàng cầu diễn ra tại Tirana, Albania. Tuy nhiên, hiện tại người đẹp lại không có trang phục hay đồ trang điểm do hành lý bị thất lạc tại sân bay. Tôi gặp trục trặc bị lạc hành lý ở sân bay Dubai khi transit sang Tirana. Thế nên thứ hiện giờ tôi có bên mình chỉ là một vài dụng cụ trang điểm đơn giản nhất, không tư trang cá nhân, không quần áo để thay, thậm chí từ hôm sang đến giờ tôi cũng chưa thể gội đầu vì sợ không có dụng cụ để làm lại tóc đẹp hơn. Mấy ngày trôi qua, tôi không dám thay lớp trang điểm, không dám gỡ lông mi giả, chỉ mặc duy nhất bộ đồng phục của cuộc thi. Nhìn các thí sinh khác lúc nào cũng lộng lẫy, mỗi ngày thay hai bộ đồ mà nhiều khi tôi thấy rất tủi thân, Lâm Thu Hồng nghẹn ngào chia sẻ. Đây là lần đầu tiên tôi đi xa đến vậy, lại đi một thân một mình, không có nhiều kinh nghiệm bay quốc tế nên chuyện gặp trục trặc thật sự rất khó tránh khỏi. Lúc này tôi chỉ cầu mong ông trời phù hộ để tôi sớm lấy lại hành lý và được tỏa sáng từng giây từng phút giống như các bạn quốc tế, Lâm Thu Hồng cho biết. Được biết hiện nay phía đơn vị đưa Lâm Thu Hồng đi thi cũng như các mối quan hệ thân thiết đang nỗ lực tìm cách giải quyết trục trặc để hành lý có thể sớm đến với Lâm Thu Hồng. Sự cố đã khiến tôi gặp nhiều khó khăn nhưng tôi vẫn sẽ luôn quyết tâm ở mức cao nhất. Tôi vốn là Lâm Thu Hồng, không chịu khuất phục trước khó khăn. Tôi tin điều kỳ diệu đang chờ tôi ở phía trước. Người đẹp động viên bản thân. Về nghị lực hay là về cái việc ứng biến mọi thứ á, thì em có thể làm được hết. Em không sợ bất cứ điều gì, em chỉ sợ là mình mọi người thất vọng thôi. Tại vì em đi thi không có phải là chỉ vì cái danh, cái tiếng hay là cái gì cả, mà là tại vì bản thân mình muốn cái điều đó. Và mình muốn mình làm tốt nhất có thể. Và khi mình trở lại, mình tính mang một cái gì đó, kiểu như là hãnh diện cho mọi người. Lần tham dự The Miss Globe 2022 này vốn được Lâm Thu Hồng rất coi trọng và nỗ lực hết mình thời gian vừa qua. Cô đã rèn luyện, chuẩn bị rất chu đáo. Lâm Thu Hồng kỳ vọng giành chiến thắng tại cuộc thi để có thể tạo một bước ngoặt mới trong sự nghiệp, có thêm sức ảnh hưởng nhằm chuẩn bị hành trang cho các hoạt động cộng đồng, xã hội hướng về người tự kỷ, đặc biệt là trẻ tự kỷ trong thời gian tới. Thế nhưng Lâm Thu Hồng lại gặp khá nhiều trắc trở trên hành trình của mình. Cô không chỉ nhiều lần ốm sốt, sụt cân trước khi đi thi và khó khăn nhất là tại thời điểm cận kề này, cô còn gặp trục trặc về hành lý khiến hành lý bị thất lạc tại sân bay Dubai. Trên trang cá nhân, Hoàng Thùy đã chia sẻ hình ảnh chụp màn hình cuộc gọi video giữa cô và Lâm Thu Hồng. Đồng thời, người đẹp cũng gửi lời động viên đến học trò và hy vọng cô học trò sẽ sớm lấy lại được hành lý để tiếp tục thực hiện các phần thi. Cụ thể, nàng Á Hậu chia sẻ: "Chúc may mắn học trò đáng yêu của tôi, gọi điện cười sảng con bé đi thi bị thất lạc đồ, 5 ngày không gội đầu vì không có đồ làm tóc. Tôi nói, thôi đi gội đầu đi cho nó xả xuôi, với để tóc tự nhiên cũng xinh đó. Cố gắng lên, sống trong nghịch cảnh vẫn phải tỏa sáng. Về nhà chị làm tóc cho, nhưng mà phải có vương miệng nha." Tuy gặp hạn chế về trang điểm trang phục, nhưng người đẹp họ Lâm chưa phút giây nào thiếu năng lượng. Cô luôn nở nụ cười và nồng nhiệt trong tất cả hoạt động. Đó cũng là ưu điểm của Lâm Thu Hồng trong cuộc sống đời thường. Dù vấp ngã trắc trở đến đâu, cũng vẫn rất lạc quan và mạnh mẽ. Cùng theo dõi những tin tức mới nhất tại Giang nha. Nhớ bấm nút theo dõi kênh nhé.